đây xin cũng vui lòng ghé qua. Chàng bắt đầu rút hương nữa mà. Đấy, bắt đầu điếu thuốc rồi. Bắt đầu rút hương nữa là chạy nhá. Nhá, bắt đầu rút hương nữa là chạy nhá. Hello. Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Học Xong Vlog. Mọi người nghe đã thấy rùng mình chưa? Hôm nay anh em chúng tôi ấy, trời đang rất là tối, chỉ còn đôi bốn thằng chưa thôi. Hết biết anh. Chỉ còn bốn thằng nó ngồi lại đây mọi người, như đầu đề đã nói. Giờ này đông lắm, giờ ít. Thì anh em tôi sẽ đi ra nghĩa địa để trêu ma loang. Nhưng mà chỉ còn bốn thằng này nó dám trêu, của đâu những thằng khác nó không dám trêu. Chiều thì rất đông nhưng bây giờ thì lại không còn thằng nào. Thì nhiều okay. Thằng lắm, mồm trẻ dài, mồm lắm chó. Mọi người nhìn thấy chưa, anh em chúng tôi cũng bị hương này. Loang này. Loang này. Hút lá. Hút lá. Thì hút lá cho mà hút nha. Và một chút cái bánh kẹo nữa nhá. Chút nữa anh em tôi sẽ ra ngoài kia và cho bánh kẹo. Mua đầu cũng khuê mà. Tiến hành gọi là nhai. Chưa vào loang. Ok, let's go. Hiện tại bây giờ là mình đang ở nghĩa địa này, mọi người có thể nhìn thấy rồi. Đấy, sao đèn rồi. Đấy, mọi người nhìn nhá. Đấy, mình đang ở nghĩa địa nhá. Đấy, xung quanh đều là nghĩa địa này. Đấy. Đi. Thấy chưa? Mọi người có thể nhìn thấy rồi, hiện tại bây giờ anh em tôi đang ở nghĩa địa. Đấy. Mọi người nhìn mộ chưa? Ok, ở đây. Thì bây giờ bắt đầu anh em tôi sẽ tiến hành gọi là... Mình kia sợ các bạn. Mình kia sợ lắm. Bắt đầu anh em tôi sẽ tiến hành gọi là làm nghi lễ để gọi ma lên nhá. Thằng nào? Bốn mấy thằng đâu? Vào hết rồi ngồi với anh à? Nhanh lên, úp. Đâu rồi thằng béo đâu? Về. Ui đi. Đây nhá, bây giờ chỉ còn còn lại đứng hết đây, đứng hết đây. Đấy, để anh cho ba thằng này gọi là can đảm nhất nhá. Đây, đây ba. Ba thanh niên can đảm nhất. Mới đầu bốn thằng, thằng to nhất, thằng béo chạy rồi. Thằng cô thứ chạy rồi anh em. Thôi chạy rồi mọi người ạ. Thế bây giờ nhá, anh em tôi sẽ bắt đầu tiến hành như thế này. Bắt đầu tiến hành nghi lễ để nào, đứng sang bên này, đứng sang bên này. Nhanh. Đứng hết sang bên này. Nhanh, để anh ra anh lấy đất rồi bắt đầu mình tiến hành nghi lễ. Thôi chúng mày ra lấy cái đi. Đấy. Giờ này các bạn anh ra đi, anh ra đi. Anh ra. Mình cũng sợ. Sợ cái gì? Có cái gì mà sợ? Hơi sợ. Anh nhìn rồi, nhìn mấy lần rồi. Không sợ mỗi lần ai ở đây rồi. Mày kìm sợ một lần kia kìa. Anh đi kiếm tức. Đi đi, đi 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 lấy đất của anh. Đây nhá, mình đang đi lấy đất nhá. Đi vào đây, quên. Vào đây lấy đất với anh. Kệ nó. Đây đi đây. Lấy đất, lấy đất. Lấy cát được không? Đây 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 đây. Bốc 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 chỗ đất. Hả? Ừ, mẹ cái thằng gì thế mọi người ơi, thằng kia dắt chết chứ. Đây. Đấy. Cái thằng nhặt chết đi. Cát à? Đây 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 đây, ra chỗ đất. Đây đây đây, bóc chỗ đất hả? Xem xem nào.
bốc thêm ít đất vụn đi nhanh, bốc đất vụn rồi đấy nhanh, cầm đất vụn rồi đấy. Mẹ mấy thằng nhát chết này, thế mà to mồm. Đưa tao bóp luôn. Đấy, bóp đây, bóp cái đất vụn này. Đấy, bốc đất vụn cho vào đây luôn. Cái này á? Ừ. Đấy. Vơ cả cái chỗ này ra. Rồi thế thôi. Chạy cái gì? Ui giời. Mẹ. Mẹ em cũng không. Tôi đã 12 lần chạy nắm đắt cái gì không? Gì có cái gì đâu, ngồi hết đây mà, ngồi hết vậy sợ nhỉ. Con này ao biết thằng rất chết đi. Ui, hai thằng kia ma gì mới thấy người ta đây quậy nè. Cái máy rồi mày ôi địt mẹ đéo mang bình lửa. Vãi cứt. Thế chú phải đứng ở đây đợi anh về lấy. Ôi chịu anh ơi. Chịu anh ơi. Thế bả ba thằng ơi. Một thằng về lấy nữa được rồi, của ba thằng anh ở đây với chúng mày. Không ở đây mất công. Ok nha mọi người nha, bây giờ ngồi đây này anh xem, anh quay hết đường rồi. Hai ngồi bên này, hai ngồi sau bên này để lấy ánh sáng. Đấy. Hai ngồi ở gì đó, ở đồ không? Soi vào cái kia, soi đấy đúng không? Tao về chưa? Mày bánh tao kẹo. Tao kẹo mày bánh. Chưa ơi, mỗi thằng bánh kẹo. Ok mọi người ơi, bây giờ bắt đầu anh em tôi tiến hành nghi lễ. Đi rất đông, bây giờ chỉ còn có hai thằng cu về. Rất can đảm ở lại hiểu. Hai thằng ở lại về. Hai thằng về.
cốt nữa nè. Ba cốt nữa nè. Tí nữa nhá, nếu mà có chạy thì nếu mà chúng mày có chạy ấy, thì chạy lên trên kia nhá. Đó. Thế anh nó chạy mà. Anh chúng mày chạy cùng anh cũng được. Anh chạy không anh chạy lên trên. Ừ. Con sao chạy anh đúng không? Anh chạy lên trên. Lên trên đó. Mày ăn cái vật lửa này hết ga. Gió anh. Cái con lỗ ở bên này, bên kia chưa được. Rồi thì chắc là con thối. Nó thì nhiều quá. Cứ đúng rồi. Nhiều thằng ai ngờ ba thằng mà thằng luôn liền bỏ 10 thằng à mười mà nó có 9-10 thằng đó. Ok mọi người nhá, thì bây giờ bắt đầu mình đã chuẩn bị tiến hành tất cả bánh này, kẹo này, đấy, và lến này, thuốc lá và hương nhá mọi người nhá. Thì bây giờ mình sẽ đọc câu về ạ, để gọi hồn lên. Bao giờ mà cái chú nhớ thuốc này nó muốn cực thật là nhanh ấy thì lúc đấy là mình bắt đầu lên. Bắt đầu là xem cái phản ứng của cái lo này nó có lên không nhá. Rút hương cái là bắt đầu mình sẽ chạy luôn. Đấy, lo mà nếu mà lúc đấy lo có động đậy đuổi bên nào thì anh em tôi sẽ chia hai hướng, hai ngày chạy bên này, anh chạy bên kia nhá. Ok. Ok. Thay ngồi bên này để tí có gì anh còn vơ được máy quay anh chạy. Bắt đầu nha, mình sẽ đọc. Hãy cứ để máy quay. Bắt đầu mình sẽ đọc nhá. Đọc câu thần chú nhá. Hồn này ở chốn Lon Bồng, hồn đây xin cũng vui lòng ghé qua. Là hồn võ tướng hay hồn giai nhân, là hồn của kẻ tôi thân, hay hồn cô gái muôn phần đẹp xinh. Nét nhang thơm đốt sẵn rồi, thà thơm sẵn có xin mời hồn lên. Hồn lên lên khắp nơi nơi, để cho cơ động cơ xoay dần dần. Đọc câu thần chú xong nhá, thì bắt đầu nhá, mình sẽ bắt đầu mình rút hương nhá, thì xem bắt đầu rút hương nếu mà đấy bắt đầu điếu thuốc rồi, bắt đầu rút hương đấy là chạy nhá.
nhá, bắt đầu rút hương cái này chạy nhá, bắt đầu nhá. Chạy cẩn thận này, bỏ được chiếc xe ra này. Lo mất còn ở đây, điều chúng vẫn ở đây. Hai điếu thuốc đã tàn rồi nhá, vừa lên nó cháy rất là nhanh. Nhưng mà sau khi mình gọi lên xong đã không biết là có đuổi ai không, nhưng hình như nó đuổi là phía mình. Đây, nó đuổi là phía mình. Đấy, nó đuổi là phía của mình nhá. Mình chạy ra đâu này nhưng mà nó chả là không đuổi kịp. Anh chết quả nó có đuổi không? Đuổi khả năng nó cố. Khả năng nó phi về đằng anh nhỉ. Đây à, nhìn cát này. Đấy, thấy chưa? Nhìn cát nó phi về đằng anh. Điếu thuốc vừa lấy cháy nhanh rồi bây giờ không cháy rồi. Hai thằng này chạy tiếc khoái. Chạy kinh nhất này, đi chạy kinh nhất. Xong nó sẽ đắng. Thầy có sợ không? Thầy có sợ không? Trời ơi, em điếu thuốc này. Điếu thuốc giờ không thấy nó muốn. Không thấy nó muốn gì vừa lấy nữa. Yeah. Đấy thì vừa rồi anh em tôi đã thực hiện cái trò cầu cơ trêu ma loang nhá. Đấy, không biết có thành công hay không nhưng mà đấy, tất cả mọi thứ mình làm như ở trên mạng đã nói. Đấy, tất cả mọi thứ. Đấy, thằng này bây giờ thằng này có sợ không? Sợ quá. Sao dễ kêu không sợ? Thằng nào cũng sợ. Hơi sợ. Thì mọi người nếu muốn thử thì cứ đi ra nghĩa địa thử theo giống anh em mình nhá. Còn bây giờ anh em tôi thử xong rồi mà vừa nãy nó cũng có khả năng nó cũng có đuổi nhưng mà nó cũng không như mà trong như kiểu lời đồn nó nói là nó đuổi xong rồi nó đánh vào chân hay là gãy chân hay thế gọi nhá, không có đâu mọi người ạ. Đấy thì mình cũng đã thử và cũng không thấy gì cả, thấy tất cả đều bình thường. Đấy nên mình cảm thấy nó không có gì gọi là khác biệt cả. Thế nên là ma quỷ chắc là mình cũng không tin đâu. Đấy, mọi người có tin thì tin, còn mình không tin. Ok, kết thúc clip. Xin chào và hẹn gặp lại ở những clip tiếp theo. Mọi người có thử thách gì hay nhớ comment bên dưới anh em tôi thực hiện nhá. Bye bye.